Anh uống nước cam đi. Ừ. Chẳng mấy khi anh ở nhà lâu thế này, hay anh gọi điện cho vợ chồng Đức Anh sang ăn bữa cơm gia đình cho vui. Thôi, chúng nó còn có việc của chúng nó. Với lại hai đứa vừa mới chuyển sang nhà mới cũng cần có sự ổn định. Gọi chúng nó chạy đi chạy lại mất thời gian. Vâng. Hay là anh gọi điện cho cái Lan. Mẹ con em thì vẫn nói chuyện hàng ngày. Nhưng anh nói chuyện với con nó mừng lắm đấy. Gọi gì mà gọi. Bây giờ là lúc làm việc. Mà em bắt đầu có biểu hiện của sự nhàn rỗi rồi đấy. Em lúc nào chả thế này. Em ở nhà lâu ngày, cho nên không hiểu thế nào là công việc của người bận rộn. Lúc bận, người ta sẽ luôn luôn cảm thấy khó chịu khi phải nhận những cuộc điện thoại không quá quan trọng. Còn khi được nghỉ, thì họ cũng cần có không gian riêng để được nghỉ ngơi và làm những việc mà mình mong muốn. Anh cũng vậy. Đụng là đập đấy. Chị có cần không? Em ơi, nhờ về. Đặt lì xăm đúng không? Đúng rồi anh. Em cần giúp gì không? Vá vẩn. Vào đây bé. Chờ anh tí nhá. Vâng ạ. Thế đã định xăm hình gì chưa? Sắp sinh nhật 26 tuổi. Em muốn có cái gì đó để kỷ niệm. Ok. Có ý tưởng gì nào? Đây ạ. Be free. Để nhắc nhở bản thân, sự tự do của mình là quan trọng nhất. Những cánh chim nó giống như những mũi tên luôn tiến về phía trước ạ. Cái gì đấy? Ui, em đau. Tôi vừa mới khởi động máy thôi, chứ chưa ai chọc vào da đâu mà đau. Thế à, em lại cứ tưởng. Có làm nữa không? Cái gì đấy? Rào sắc không bằng chắc kê. Này, này, này. Không đùa nữa đâu nhá. Một lần nữa đi về nhá.